Nhân kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 và chào mừng Đại hội đại biểu Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029, chiều hôm qua, cuốn sách lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Vĩnh Long giai đoạn 1930-1975 đã được ra mắt. Đây là cuốn sách ghi lại những trang sử dễ dàng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Vĩnh Long, cùng những đóng góp to lớn của các thế hệ thanh niên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Quyển sách dày gần 200 trang, gồm 6 chương, là một công trình khoa học tư liệu được tổ chức, biên soạn công phu nhằm tri ân những thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên đi trước đã không quản hy sinh gian khổ, hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình cho lý tưởng cao đẹp với nhiều tấm gương, sẵn sàng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Đồng thời, cuốn sách là tư liệu quý để góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống dễ dàng của Đoàn cho thế hệ hôm nay và mai sau.